Xin được kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu cối Akai GX747. Con này là chiếc đầu cối Akai GX747 đèn tia. Dòng Akai GX747 nó có hai đời, một đời đèn vu và một đời đèn tia. Con này thì giá là rẻ hơn rất nhiều so với những chiếc đồng hồ, những đời có đồng hồ vu. Thì bởi vì về phần máy móc thì nó không khác nhau, nó chỉ duy nhất khác mỗi cái đồng hồ vu và cái đèn tia. Đó. Nhiều bác thì thích cái đèn tia này, và cái đầu cối Akai GX747 này thì hàng đẹp xuất sắc này các bác này, nhìn này, không có một dấu vết phẩy nào. Đó. Và dòng này sử dụng một chiếc đồng hồ điện tử. Đó. Và bên dưới đó là cái đèn tia GX747. Đây là còn có một cái lắp lắp đèn mở ra. Đó. Em sẽ quay rất từ từ cho các bác. Và cái giá con này thì cực kỳ là tốt luôn. Đây là húp zin các bác nha, húp zin nha. Đó, húp zin. Đầu cối Akai GX747 kèm húp zin. Và cái giá con này thì cực kỳ là tốt. Đây, con này sử dụng hai hồi gỗ. Rất đẹp luôn. Cái lóc trên chiếc đầu cối Akai GX747 đèn tia này em đang giao lưu với các bác là 69 triệu, giá rất là tốt, giá rẻ hơn thị trường nó khoảng tầm 6 đến 7 triệu. Đó, rất là tuyệt vời. Và con này thì hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Đó, con này hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Đó, không lỗi lầm gì cả. Em chỉ quay cái hình thức cho các bác thôi, còn máy em bao zin bao đẹp cho các bác. Con này nó là dòng chạy băng 7, băng 10 và 2 chiều. Đó. Và đây là chức năng như auto first. Này thì máy móc thì rất là tuyệt vời. Các bạn nào chơi đến cái con này thì là chán hết tất cả những dòng nó thấp hơn. Em sẽ quay phía sau cho các bác. Phía sau. Phía sau là con này nó bị cái vết xước tí này do vận chuyển, kiểu như là cái lắp nó đã tì vào. Đó, cái đấy thì không tránh được. Đây là chiếc đầu cối nó cũng ra đời rất là lâu rồi. Đó, và con này là sử dụng điện 120V, hoàn hàng xuất Mỹ. Đây. Akai GX747. Dòng này nó còn có một cái đời 747 DBX nhá. DBX thì với con này thì nó chỉ khác mỗi cái mạch DBX thôi. Cái mạch đấy thì gần như là không có sử dụng gì cả. À, nhưng mà các bác chơi thì vẫn cứ thích hết số như thế. Quay cho các bác cùng trải nghiệm mức độ đẹp của cái đầu này, chưa có vết chấm phẩy cả. Vâng, video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911886266. Và bên em rất nhiều những dòng loa của Pioneer mắt cáo 77A88A99A, đầy đủ số lượng để phục vụ các bác. Các bác có nhu cầu cứ liên hệ với em. Và ngoài ra em còn có những dòng đầu như 646 này, 635D như Tech nhé, 71010 704 em rất là nhiều. Âm ly đài 90DP80 5000X, Pioneer 1250 thì có đầy đủ hết tất cả các mã cho các bác. Đó, em đầy đủ hết, thì là các bác có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại 0911886266. Đó, đầu cuối đây 2000X, 5000X, 80 80 80 DB. Và video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.